Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Am English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Am English. Và hôm nay Thanh quay trở lại với mong muốn là hướng dẫn cho mọi người đọc chính xác cái bảng chữ cái tiếng Anh. Bảng chữ cái, ok, trong tiếng Anh mình sẽ đọc là gì ạ? Alphabet. Again, alphabet. Mọi người đọc lại cho Thanh nhé. Alphabet. Again. Yes, chính xác rồi, nhớ là trọng âm thứ nhất ha. Và tại sao chúng ta phải học bằng chữ cái? Có rất nhiều người hỏi Thanh là cô tiếng bằng chữ cái tiếng Anh thì đâu có tác dụng gì đâu, bởi vì mình có thể mình kể cả mình viết cái từ đó nhưng mình đâu không biết đọc thì mình đâu có thể giao tiếp được đâu. Ok. Vậy thì Thanh chốt lại cho mọi người nha, bảng chữ cái tiếng Anh vô cùng quan trọng, nó quan trọng tương đương với bảng phiên âm quốc tế IPA. Tức là khi mà Thanh đưa ra cho mọi người hai trường hợp ha. Đầu tiên đó là khi mà các bạn đi đâu đó, các bạn giới thiệu tên của các bạn hoặc là các bạn nói một cái từ nào đó mà người ta không hiểu, đúng không? Người đối diện nói chuyện với mình người ta không hiểu thì người ta chắc chắn sẽ phải hỏi bạn là so how do you spell that? Tức là bạn đánh vần cái tự chữ đó như thế nào? Đánh vần lại cho họ được không để họ có thể hiểu ghi lại và họ hiểu ra bạn đang nói từ gì. Đó. Thì nếu mà bạn không biết bảng chữ cái tiếng Anh thì bạn không thể đánh vần được, đúng không? Mà bạn không đánh vần được cái từ đó cho người ta thì dẫn đến là trong giao tiếp mình không hiểu nhau. Dẫn đến là không đạt hiệu quả trong quá trình giao tiếp. Alright. Ví dụ Thanh hay nói là khi mà đi đến Thanh giới thiệu là ok, hello, I'm Thanh. Khi mà nói xin chào tôi tên là Thanh, tên của Thanh còn dễ 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 ghi ha. Rồi, thì nếu người ta vẫn không hiểu thì Thanh phải nói là T-H-A-N-H. Nó được đánh vần là T-H-A-N-T, A-N-H, đúng không? Thì người ta mới đi là Thanh và người ta đọc là ok, Thanh, hello, Thanh, yes. Đó, thì tầm quan trọng của bảng chữ cái tiếng Anh vô cùng quan trọng. Nó phải tương đương với bảng IPA, tức là bảng phiên âm quốc tế, được không ạ? Thế nên là mọi người hãy quay lại từ đầu, học từ đầu tiên, đọc một cách chính xác 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Alright. Ở đây Thanh có một cái bảng chữ cái tiếng Anh như sau. Ngày xưa Thanh biết là cái này rất là quen thuộc với tất cả mọi người, và khi mà hỏi đến thì ai cũng quen cái bài hát là A B C D E F G. Right. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Right. Nhưng mà khi mà chúng ta giao tiếp, đúng không? Chúng ta không thể nào là đợi chúng ta hát đến cái từ đó thì chúng ta mới mới biết cái từ đó được đọc như thế nào trong tiếng Anh. Ví dụ, mình hỏi là cái chữ P này đọc thế nào nhỉ? Các bạn sẽ đọc là A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P. Đó, thì mọi người mới biết là cái chữ này đọc là P. Nhưng mà như vậy thì đợi làm sao được mà giao tiếp làm sao được, đúng không? Thế nên là chúng ta phải hình dung là chúng ta phải đọc một cách chính xác nhất. Và thứ hai là chúng ta phải phản xạ được là khi mà người ta hỏi đến là chúng ta phải đáp lại được luôn là cái từ đấy nó được đọc như thế nào. Ok. Trước khi mà đi vào tập đọc chính xác được 26 chữ cái này, chúng ta phải hiểu bảng chữ cái tiếng Anh nó gồm có những cái gì, đúng không? Đầu tiên thì nó sẽ gồm có 26 chữ và nó bao gồm 5 nguyên âm. 5 nguyên âm là gì ạ? Là U, E, O, A, I, hay còn mọi người hay gọi là uể oải đấy. Tiếp theo mình sẽ gồm có 21 phụ âm, được chưa? Tất cả ngoài 5 nguyên âm ra thì còn lại là phụ âm. Đó. Và bảng tác dụng của bảng chữ cái tiếng Anh là giúp chúng ta viết nên từ, được chưa? Còn bảng IPA chart, tức là bảng phiên âm quốc tế, thì giúp chúng ta đọc nên từ. Ok, rồi chính xác. Ở đây Thanh sẽ có cái bảng chữ cái và đã được ghi phiên âm đầy đủ của tất cả những cái chữ, từng chữ một. Bây giờ các bạn sẽ nghe và sau đó đọc lại theo băng giúp Thanh nha. Và các bạn chưa cần biết là đọc đúng hay đọc sai, nhưng các bạn hãy gọi là đọc to lên và mình sẽ phải đọc lại nhái theo băng để chúng ta quen dần ha. Alright, so listen. Listening 3. A. A. B. C. C. D. E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, S, S, T, T, U, U, V, V,
W. X. X. Y. Y. Z. Z. All right. Rồi. Mọi người bây giờ bước thứ hai là mình bắt đầu học cách phát âm và phân tích đi sâu vào trong tất cả các cái từ này nha. Ok, mọi người cùng đọc và phân tích cùng với Thanh hả? Đầu tiên, mình sẽ có từ chữ A đúng không? Cái chữ này được kết tạo bởi hai nguyên âm đôi là nguyên âm E và nguyên âm I. Khi mà đọc nguyên âm đôi chúng ta đọc như thế nào? Mọi người lưu ý nha, chữ E thì mình vẫn nguyễn là chữ E. Chữ đầu tiên của nguyên âm đôi chúng ta vẫn giữ nguyên là E. Còn chữ thứ hai chúng ta thêm dấu huyền vào cho Thanh nhá. Ok, rất nhiều người bạn đọc cái chữ A này á, chữ A này á, là gọi A ở EA như kiểu trong tiếng Việt. Nhưng mà không phải nhá. Nó là sự kết hợp giữa E, I. A, E, A. Ok? A, được chưa? A, đúng không? A và E, alright. Mọi người đọc lại nào. A, A. Again, A, A. Yes. Rồi tiếp theo, mình có chữ B ha. Không là có B, mà là âm I dài ha. Tất cả các chữ này, từ chữ B đến chữ I chẳng hạn. Đó, bốn âm này là có âm I dài. Cho nên mọi người sẽ đọc, khi mà đọc mà cười ra cho Thanh nha. E, alright, E, rồi mình bắt đầu đọc này, B, again, C, again, yes, D, again, yes, E, again, ok, chính xác rồi, tiếp nào, âm F ha, E và F, E và chữ F ha, F, thổi hơi ra nhá, F, mọi người để tay ha, chữ F thì F á, mọi người để tay à, hơi bật ra rất là nhiều và đây là âm vô thanh ha. F. Đó. F. Chính xác rồi. Tương tự cũng lại gặp âm y dài nè. Mình sẽ đọc là G. Nhớ cái âm dr, âm dr dr ha, tròn môi lên cho Thanh nhá. Và âm này âm rung. G. G. Đúng rồi. G. Again. G. Chính xác rồi. G. Ok, good job. Tiếp theo chữ H ha. Mình cũng giống chữ A có chữ âm e y nhưng mà đằng sau lại có thêm cái đuôi nữa. Đúng không? Đó là âm cuối thì nó là cái âm ch, tròn môi ha. Ch, ch. Âm này cũng có hơi bật ra rất là mạnh này. Ch, ch. Và không rung ha. Ch. Rồi, và mình sẽ đọc là age. Again, age. Age. One more time. Age. Yes, chính xác rồi. Tiếp, à lại gặp một nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi là sự kết hợp giữa hai nguyên âm đơn. Ở đây mình có nguyên âm A và nguyên âm I. A thì vẫn giữ nguyên là A. Còn I mình sẽ đọc thấp hơn một xíu, đọc là I ha. A, I, A, I, 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 I. Yes, đọc lại như thế nào. I, I. Again, I, I. Yes. Rồi, tương tự ha, cũng là E, I này. A, và đọc nối với âm trước này. J, again. J, again. J, chính xác rồi. Tiếp. Cũng A ha. A. Và nối với chữ càng trước này. K. K. Again. K. Yes. Rồi. L ha. L. Nhớ cái chữ L này mình cong lưỡi lên cho Thanh nhá. L. Yes. L. Ok. Mình đọc là L. L. Again. L. Ok. Chính xác rồi. À. M. Cái chữ M này có ending sao nên mọi người đọc là M không ha. E và M. M. M, M, again, one more time, M. Yes, tiếp nào, E và N ha, N, 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 rồi, N. N. Chính xác rồi, rồi chúng ta lại gặp một nguyên âm đôi nữa ha, O và U đúng không, thì O mình vẫn đọc là O, còn U thì mình đọc là U ha, O, U, O, U, O, 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 oh. Đó, rất nhiều người đọc cái từ này thành ớ u âu ha. Alright, cái này không phải nhá. À, không phải là ô, mà là ô, ô, o tròn môi này. O, u, o, u, nối vào. Ô, 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 chính xác rồi, đọc lại nào. Ô, yes, tiếp theo. À, lại gặp y dài ha, cười. Y, đó. Chữ P này, bật rất là mạnh à. Cho tay lên xem là có hơi bật ra mạnh không? Và mình đọc là P. P. Yes. Rồi. U đúng không? Q. Again. Q.
One more time. Yes. Rồi. A ha, chữ A và chữ R. Rồi. R. 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 Cái lưỡi, cái cuống lưỡi kéo vào bên trong ha. R. Yes. Rồi chữ R đó. Đọc lại nào. R. Again. Yes. Tiếp theo nào. Chữ S. Là chữ E và chữ S ha. S. Again. S. 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 Rồi. T tương tự y dài. T. Rồi. U. À, u. U dài à. U. 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 Rồi. Again. Ok, chính xác rồi. À, lại chữ V ha. Âm y dài. V. V. Chính xác rồi. W. Cái câu này, âm này người ta sẽ nối âm ha. Double. W. 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 Ok. X. Cái âm này để có chữ K ở giữa ha. X. Và thêm chữ S đằng sau. X. 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 Ok. Y. Y. Again. Y. Yes. Z. Z. Again. Ok, chính xác rồi. À, đó là cách đọc chính xác của tất cả các cái chữ trong bảng chữ cái một cách chính xác. Và sau đây Thanh sẽ đưa ra một số các cái điểm lưu ý cho mọi người. Bởi vì rất nhiều người mà khi mà Thanh đã dạy thì mọi người lại đọc hai những cái từ này hay bị nhầm với nhau. Đầu tiên đó là chữ A ha. Mọi người sẽ đọc là A. Again. A. Chữ H thì mình nhớ có âm đuôi ha. Không đọc là SS mà chúng ta sẽ đọc là H. Again. H. Chính xác rồi. Tiếp nào. Chữ G, chữ này mình đọc là G. Còn chữ này mình đọc là J ha. Rất nhiều người nhầm hai cái âm này với nhau. Được chưa? Đọc lại nào. G. G. J. J. Chính xác rồi. Chữ bờ này. Bờ bò mới bờ phở ha. Bờ bò. B. B. Bờ dung. B. B. Còn bờ phở ha. Bờ âm vô thanh. Bật ra rất là mạnh. P. P. Chính xác rồi. S. Cái chữ này là chữ E và chữ S. S. Tuy nhiên chữ X thì mình có thêm chữ K ở giữa nữa. Đó. À, cách đọc hả? Đọc E, K trước này. X. X. Rồi, đọc chữ S đằng sau này. X. X. Ok. Rồi, chữ H. H. Đó. Mình đã biết là âm chờ ha. Nhớ đừng quên âm chờ Thanh nha. H. Và chữ số 8 ha. 8. À, nó khác nhau cái âm cuối. Lại nào. 8. 8. 8. 8. Ok, chính xác rồi. Nào, bây giờ đọc lại cho Thanh từng âm âm ha. A. H. H. G. J. J. B. P. S. X, X, H, 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 OK, chính xác rồi. Rồi, khi mà các bạn đã đọc biết cách đọc chính xác rồi, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã nghe được, đúng không ạ? Tại vì sao? Bởi vì nghe và nói nó sẽ phải đi liền với nhau. Nghe và nói nó phải đi liền với nhau. Đôi khi có những cái từ mà bạn đã đọc đúng rồi mà bạn nghe vẫn không ra. Huống chi là các cái từ bạn đọc sai, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập ha. Listen, put the companies in the order you hear them. Write from 1 to 10 in the boxes. Nghe và sau đó các bạn sẽ điền các cái chữ các bạn nghe từ 1 cho đến 10 nhá. So listen. Nghe cùng Thanh nào. Listening for UPS. Ok, nghe đọc lại nào. UPS. UPS. Chính xác rồi. IBM. IBM. Mọi người có tìm thấy chữ IBM ở đâu không ạ? À, chúng xác ở đây đúng không? IBM. Đọc lại nào. IBM. IBM. Ok. AOL. AOL. Mọi người có tìm ra đâu không ạ? À, đúng rồi, đây đúng không? AOL. Cái chữ L cong lưỡi lên nha. AOL. Again. AOL. Ok, chính xác.
RNX Auto. RNX Auto. Mọi người có biết cái từ nào không? À, đúng rồi, chính xác. Ok, mọi người ơi, cái từ này ha, người ta không đọc là RNX như vậy, như bình thường ha, mà người ta sẽ nối âm. Khi chữ R này đó là R, chữ N là N, chữ X gì đọc là X. Đó, người ta sẽ nối âm ha. RNX. Đó, lưu ý nhá. RNX Auto. Again. RNX Auto. Again. RNX Auto. Yes. TDK. TDK where? Ở đâu nhỉ? À, đây chính rồi. TDK. Yes. ZY Systems. ZY Systems. Okay. ZY Systems. VW. VW. Có nhìn thấy không ạ? À, đúng rồi. Đây. VW. Again. VW. GEC. GEC? Đâu nhỉ? À, đúng rồi. Đây. GEC. Cái này mình đọc là G ha, không đọc là J ha. GEC. Chính xác rồi. JFK Cargo. JFK Cargo. Oh, đây rồi. Nhớ nhắc cái chữ này này. Đọc là J, không phải là G ha. JFK Cargo. Again. JFK Cargo. Yes. Snack HQ. Ah, and the last one. Snack HQ. Snack HQ. Again. Snack HQ. Snack HQ. Alright, good job. Rồi, mọi người chốt lại cho Thanh ha. Khi mà mọi người học cái gì đó thì mọi người hãy cố gắng là cân bằng giữa nghe và nói ha. À, mình học cách phát âm chính xác rồi thì mình phải nói được. À, khi mà chúng ta về luyện tập đọc đi đọc lại tất cả những cái nhãn hiệu này và cố gắng là đọc to lên nhiều lần để chúng ta có thể quen cái khẩu hình miệng cũng như là mình tự tin mình nói hơn ha. Rồi, học nghe phải đi kèm với học nói, bởi vì các bạn tưởng tượng khi mà các bạn học nói rồi không? Học phát âm rồi không? Mà không nói ra thì đâu có hiểu gì đâu, đúng không? Thế nên là tốt nhất là nghe phải đi kèm với nói, được chưa? Trong ít nhất là trong giao tiếp chúng ta sẽ phải còn ít nhất là hai kỹ năng đó. Ok, so that's it for today. Hôm nay là Thanh đã chia sẻ cho mọi người cách đọc chính xác của bảng chữ cái tiếng Anh. Và hy vọng là mọi người sẽ cố gắng là chăm chỉ và hào luyện tập theo đúng những các hướng dẫn mà Thanh đưa ra cho mọi người. Và lưu ý là các bạn sẽ ngoài bảng chữ cái tiếng Anh ra thì các bạn phải nên học về bảng phiên âm quốc tế IPA nếu như các bạn muốn đọc chính xác các cái từ bất kỳ ở trong tiếng Anh. Alright, rồi, ok. Nếu các bạn thấy video clip của Thanh hay thì hãy cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Avan English để đón chờ rất nhiều các video clip hay và hữu ích từ Thanh nhé. Ok, that's it. See you. Bye.